Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi dành chia sẻ này qua các clip nói về làm thế nào sau hút mỡ các bạn giữ được cái dáng đẹp hoài, cũng như là khi chúng ta hút mỡ trước ngày Tết rồi sau ngày Tết ăn uống rồi thì nó có bự lên không. Giữ như thế nào để điều đó đừng xảy ra. Như vậy là hai phần nhé. Như vậy phần thứ nhất, chia sẻ với các bạn về hút mỡ xong làm sao giữ cái dáng nó lâu dài. Nếu các bạn đã theo dõi các clip cần những điều cần biết khi hút mỡ thì tôi đề cập đến hai vấn đề. Một là các bạn hút mỡ xong các bạn khoe cái da. Hai là cái việc hút mỡ không được phép khi cái cơ nó giãn nhiều. Do vậy cái việc giữ gìn nó cũng xoay quanh hai vấn đề đó. Da nó được phẳng, cơ được thon để cho cái mỡ nó không có tái lập. Thế thì để cho da nó được thẳng và cơ nó thon, tôi lấy một ví dụ, nó giống như là chúng ta đang có một cái bụi cây như thế này. Vậy có phải chúng ta muốn nó trở thành bonsai là chúng ta bó những cái nhánh lớn và đồng thời chúng ta tỉa những cái nhánh nhỏ cho nó gọn lại theo cái hình cánh tay dang ra chẳng hạn à. Vậy thì với những cái cành cellulo này chúng ta phải dùng cọng kẽm để chúng ta bó lại thì nó mới ra cái dáng. Thế thì thời gian để cho những cái cành cellulo này định dạng ra được như vậy sẽ mất từ 18 cho đến 24 tuần. Cơ thể của chúng ta không phải là cellulo ở dưới đây nhưng mà nó là collagen. Vậy collagen cũng mất thời gian như thế. Collagen tiếp 2, tiếp 3, tiếp 4 thì tiếp 1 là do cho da mặt nhé. Tiếp 2, tiếp 3 nó cũng sẽ ra cái dáng đó từ 18 tới 24 tuần. Các bạn đừng quên điều đó nhé. Do vậy khi hút mỡ xong, nếu các bạn không có cái việc bó này thì thành công cốc. Điều thứ hai, chúng ta lưu ý đến cái phần cơ. Như vậy cái lực cơ nó sẽ khác. Y như hồi nãy tôi nói với bạn đó, bó cái cành cellulo, cái cành bự này nó khác, cái cành nhỏ này là một cái lực khác. Như vậy chúng ta phải có hai lực, một cái lực cho cơ và một cái lực cho da thì chúng ta mới đạt được cái mong đợi của mình. Cũng như là khi nó ra được cái dáng cành cây giơ tay rồi đó thì các bạn cũng phải tiếp tục giữ nó ở một cái mức khoảng tầm 10 tiếng một ngày thì nó mới ra được cái dáng này hoài được. Chứ nếu không cái dáng của chúng ta từ cái bonsai sẽ trở về cái bụi cây. Điều sau cùng tôi với các bạn không kiểm soát được đó là nội tiết. Nội tiết là gì? Với các bạn nữ vào tuổi dậy thì estrogen nó cho các bạn có một lớp mỡ ở tay, nách, ngực, eo hông, mông và đùi. Ở đây tôi muốn nhắc tới lớp mỡ ở eo hông. Lớp mỡ đó là do nội tiết các bạn quyết định. Vậy khi nội tiết nó xáo trộn, nó làm cho các bạn đóng mỡ ở tùm lum hết trơn. Cho nên cũng cần phải coi cái mức độ nội tiết của mình ở mức nào để rồi giữ cái nội tiết đó cho nó ở cái mức ngang cái tuổi thời gian của bạn thì nó mới đem lại, nó mới là cái sự phối hợp đồng bộ với nhau giữ cái đẹp nó lâu dài được. Tóm lại, sau hút mỡ xong các bạn cần phải giữ cái độ định hình để cho da và cơ, hai cái lực này phải song song với nhau. Bên cạnh đó phải coi lại cái mức độ nội tiết. Vấn đề thứ hai là thế thì sau cái dịp Tết tôi hút mỡ rồi nhé, rồi sau cái dịp Tết tôi ăn nó lên cân lại hay không? Chia sẻ điều này vui một xíu xíu là nói thật với các bạn, nếu các bạn không ăn nhiều thì không thể nào năng lượng thừa nó có cả. Mà năng lượng thừa nó không có thì không thể nào nó có mỡ cả. Tôi lấy ví dụ, một người tù nhân ăn uống thiếu thốn, lấy cân nặng đâu mà nó lên cân. Cho nên nó vấn đề nó nằm vẫn nằm ở chỗ là các bạn ăn nhiều mà các bạn không có cái chế độ tập luyện để tiêu hao cái năng lượng đó đi. Tuy nhiên các bạn sẽ có những trường hợp như thế này. Các bạn ăn cũng tính ra về khối lượng ăn á cũng giống như những người khác, nhưng mà các bạn lại tăng cân vùng vùng. Là vì chúng ta không chia cái lượng thức ăn đúng theo tỷ lệ sáng, trưa, chiều, mà chúng ta cứ dồn vô ăn buổi tối thôi. Như vậy các bạn phải chia cái này lại. Công thức chia là như thế này: các bạn tập trung cho toàn bộ buổi sáng là 45%,
buổi trưa các bạn dồn cho tôi là 35, từ 30 cho đến 35%, hoặc chí ít là phải được 25%. Như vậy 45% sáng, 25% trưa là các bạn ngốn trong đó 70% rồi. Buổi tối các bạn chỉ dành 30% thôi. Tốt nhất với những bạn muốn giảm cân nữa đó, thì buổi tối các bạn chỉ dành 15-20% thôi, thì tôi đố các bạn nó lên cân được. Đó là cách tỷ lệ chia về thức ăn. Tôi lấy ví dụ cụ thể hơn nữa nhé. Với một bạn nữ cao 1m6 thì năng lượng cần cho một ngày nó khoảng tầm 1500-1600 calo. Các bạn ăn một cái tô phở là khoảng 260 calo rồi. Như vậy các bạn ăn một tô phở thêm một cái bữa phụ vào 9-10 giờ gì nữa đi. Ví dụ thêm một bữa phụ ở đây tôi cho là một cái hũ da ua đi. Thì như vậy các bạn ngốn ở trong đó là khoảng 600 calo rồi. Là nó tương đương với khoảng gần 40% rồi. Buổi trưa các bạn ăn thêm một trái trứng nữa thôi, hoặc là các bạn ăn thêm một cái miếng thịt sườn gì đó thôi. Stop. Và buổi tối thì các bạn chỉ còn lại ăn rau, một vài lát cao hủ, tức là chúng ta ăn qua cái protein thực vật cho nó nhẹ nhàng đó. Thì không cách gì các bạn lên cân được cả. Điều thứ hai, để giữ điều đó thì các bạn phải nhớ là mỡ, hay nó khác là năng lượng thừa, nó tập trung về những vùng áp lực trên da yếu. Có nghĩa là nếu các bạn thả lỏng hoặc cơ thể của chúng ta những cái vùng nào áp lực da yếu là mỡ nó động lại. Tôi lấy ví dụ mi dưới áp lực da yếu động mỡ, cái chỗ khóe miệng áp lực da yếu động mỡ, cái nọng này áp lực da yếu động mỡ, cái chỗ nách này áp lực da yếu động mỡ. Vậy khi các bạn giữ cái áp lực da nó đủ mạnh, đủ chắc thì mỡ nó sẽ không bám vô được, mặc dù năng lượng của các bạn có thể các bạn nạp vô nhiều. Điều đó có nghĩa là gì vậy? Bạn luôn luôn giữ một cái áp lực trên cái ổ bụng bằng một cái lực bó giống như đồ định hình vậy đó, một cái lực vừa phải thôi, tại ngày Tết các bạn cần thoải mái mà, thì cái áp lực đó đủ để làm cho cái mỡ dư thừa, cái năng lượng dư thừa nó không đóng lại ở trên đó. Tóm lại, một bài bản hay nói cách khác là cái cách chia cái năng lượng ăn vô mỗi ngày cũng như cái việc mặc đồ định hình trong những ngày Tết qua cái hút mỡ để làm cho cái vóc dáng của bạn luôn giữ được như vậy là điều cần thiết. Các bạn cứ chia theo đúng cái công thức là 40, 30, 30, hoặc tốt nữa đó là 40, 35 và 25, thì các bạn sẽ giữ cái vóc dáng luôn ở trong cái thân hình eo con kiến 56. Em cam kết với các bạn là như vậy. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.